Hello cả nhà, chào mừng cả nhà mình đã đến với kênh YouTube của Hoa Lan Như Ý. Hôm nay em xin phép lên được một số tác phẩm hàng sưu tầm cho cả nhà mình cùng sưu tầm. Ngày mai thì em sẽ lên hàng tem VIP cho cả nhà sưu tầm. Hiện tại thì vườn em vừa mới về được một số cặp tem VIP nha cả nhà. Những cái cây này trên thị trường á, người ta bán giá rất là cao. Nhưng mà do là vườn em nhập số lượng không được số lượng nhiều. Cái này gọi là số lượng nhiều là em cũng xin nói thiệt với cả nhà, số lượng nhiều nói thiệt là sai. Có nghĩa là nhà em bù trừ lại là nhà em nhập nhiều loại. Cứ đừng chứ thực sự mà nói cái cây mà em chuẩn bị bán cho cả nhà mà để nói mà nhập được số lượng nhiều là sai cả nhà. Tại vì những cái cây này đa số là những cái cây F1 chia ra, có nghĩa là nhiều vườn thì họ sẽ chia ra một vườn được tầm vài chục cây. Và vườn em chỉ được tầm 10 cặp là 20 cây á cả nhà. Nhưng mà ít thì ít, nhưng mà bù lại thì mặt bông rất là đẹp. Mong rằng cả nhà sẽ theo dõi kênh của em và chờ đợi cái video này, video ngày mai của em cả nhà ha. Tại vì hôm nay em tranh thủ lên một cái video rồi em đi công việc á cả nhà. Đầu video em sẽ chia sẻ cho cả nhà một cái lá này. Cây này là 142 bánh bèo. Cây này nó rất là đẹp và rất là tuyệt vời. Cây này không có chỗ chê đâu cả nhà, thật sự nó rất là đẹp. Em có một lá đầu chia sẻ cho cả nhà, hoặc anh chị nào mà thích lấy nguyên một chậu á, thì anh chị mình có thể lấy nguyên chậu. Cây này rất là xiên bông. Nè, đợt trước em trồng hướng hai lá đều có bông hướng hai lá cuốn hoa. Ở đây cái cuốn hoa nó bị gãy rồi. Lá thứ ba thì nó đã có mèo nhưng mà nó không có hoa cả nhà. Đó, thật sự trên chậu có sao là em nói vậy chứ em không có nói thêm, nói bớt gì cho cái cây này nữa. Cây này thì cái khuôn bông nó sẽ rất là tròn, nó tròn trịa và nó dễ thương lắm cả nhà. Em chia hướng một lá đầu kèm một măng cho cả nhà mình cùng sưu tầm 650.000. Anh chị mình thích sưu tầm cái lá 142 bánh bèo này thì chốt nhanh dùm em nha, chỉ có một lá đầu thôi. Còn nếu như mà anh chị mình lấy hết nguyên một chậu này á, nếu như mà anh chị mình lấy hết một chậu này sẽ là 1.500.000. Còn lấy một lá đầu á là 650.000, tùy cả nhà thôi, cả nhà muốn lấy sao lấy. Nói chung cây này khuôn bông tròn và đẹp lắm cả nhà. Đúng đúng với cái tên người ta đặt cho nó luôn, bánh bèo. Có nghĩa là cái bánh bèo nó sẽ rất là tròn và cái hoa này cũng sẽ rất là tròn nha. Em bán một lá đầu 650.000, anh chị nào lấy hết chậu thì 1.500.000. Nói chung là hết chậu là nguyên zin đó cả nhà. Tiếp theo em sẽ có một cái cây hát gia Lai Ma Cao. Đây là một cái cây vàng tuyền rất là đẹp luôn. Anh chị nào mà thích cái dòng vàng tuyền thì không nên bỏ qua cây này. Cây này hiện tại nó đang đi hai hướng và cái cây này á thì ôi, ba hướng chứ không phải hai hướng. Những cái cây như thế này á, anh chị về nhân giống tách chiết ra dùm em. Bởi vì những cái cây này hiện tại trên thị trường nó không có nhiều đâu cả nhà. Những cái dòng như thế này thì thực tế chất chia sẻ với cả nhà là số lượng đếm trên đầu ngón tay thôi. Em bán nguyên một chậu như thế này cho cả nhà mình cùng sưu tầm 650.000. Anh chị mình thích sưu tầm cái dòng hát gia Lai Ma Cao thì chốt nhanh dùm em. Cái cây này nè, có lá nó sẽ là một lá và có lá nó sẽ có lá nó sẽ có alo. Có thân nó sẽ một lá và có thân nó sẽ hai lá, cho nên anh chị mình về trồng có cứ yên tâm nha. Tại vì có một số anh chị á, ví dụ như mà mới đầu mình mua về á, cái chậu đó toàn là thân một lá không. À, trồng ra được một hai lá sau cái bắt đầu nó đẻ ra hai lá thì anh chị mình cũng sợ sệt, không biết có đúng cây hay là sao, bla bla bla. Nhưng mà anh chị mình yên tâm, bởi vì những cái dòng này, dòng hát gia thì máu của nó là máu hai lá, cho nên là cây gì mà hát gia lai với có cái cây hát gia lai vô thì đa số nó sẽ có máu hai lá cả nhà nha, cho nên mình yên tâm. Hát gia lai Ma Cao anh chị mình chốt nhanh dùm em 650.000 cả nhà nha. Đây em có một lá này chia sẻ cho cả nhà nữa. Đây em sẽ có một cái lá này chia sẻ cho cả nhà. Cái này là 158 đỏ VIP. Một cái lá này em sẽ chia sẻ cho cả nhà nè, có rễ rất là ok. Anh chị nào sợ chuyển khoản em trồng cho, nếu như mà anh chị sợ chuyển khoản em trồng cho. Hiện tại thì một lá này chỉ còn một mắt này thôi và mắt gạo như thế này. Nói chung cả nhà sẽ khai thác được tầm hai mắt nữa. Lá này em chia sẻ cho cả nhà là 1.850.000. Rễ rất là ok nha. Rễ ok la lắm, em mới tách em bán cho cả nhà. Còn rễ ok thì những cái cây mắt này như thế thì xin thua với cả nhà. 10 bé ý cũng không dám tách nữa cả nhà. Mình đụng kéo vô mà sơ sẩy một tí xíu là mình mất vài triệu, cho nên mình phải cẩn thận. Anh chị sợ chuyển khoản em sẽ trồng dùm. Từ nay và về sau là em không có chừa cho những khách hàng nào mà dặn. Nói chung là dặn miệng để đó thôi cả nhà. Hứa nay mai đồ này kia. Nói chung là những cây này lúc trước á, anh chị mình dặn em rất rất là nhiều luôn. Nhưng mà anh chị mình dặn một tuần anh lấy, 10 ngày anh lấy, nhưng mà rốt cuộc anh chị mình không lấy. Cho nên những cái cây này em sẽ bán giá hoàn toàn rẻ hơn so với những mà anh chị đó dặn. Anh chị nào mà mua những cái thân này như thế này thì sẽ rất là lợi luôn. Giống lúc trước á, em bán lúa non cho một cái anh ở Bình Dương đó, em bán một lá một măng em bán mão 3 triệu
Bây giờ thường thường là em bán một lá đầu là 3 triệu. Em bán mão cho anh đó một lá một măng 3 triệu. Là tại vì biết sao? Tại vì cái thân mẹ của anh đó bị gập rồi. Em trồng tới lúc 2 lá em cắt em gửi cho anh đó. Em mới gửi ngày hôm qua. Thì cả nhà thấy không? Rất là lợi. Mua 3 triệu được 2 lá. Thay vì mình bỏ 6 triệu ra mình mua 3 lá hoặc là 5... À lộn. Thay vì mình bỏ 6 triệu ra mình mua 2 lá hoặc là mình bỏ 5 triệu ra mình mua 2 lá. Thì em bán những cái dòng lúa non như thế cả nhà mua sẽ rất là lợi. Em chấp nhận em bán, em nuôi cho cả nhà, em trồng cho cả nhà mà. Cho nên mình cứ yên tâm. Anh chị nào tin tưởng thì cứ gửi em trồng. Còn nếu mà mình thích tự tay trồng thì mình có thể đem về mình trồng. Ngoài ra bên em còn có chế độ là thu mua cây lại của vườn nữa. Một khi em xuất ra thì em lúc nào em cũng dặn anh chị mình là em sẽ thu mua lại. Và tuyệt đối em chỉ thu mua lại cây của vườn em thôi cả nhà. Đó, không có cái vườn nào mà dám nói, ít có cái vườn nào mình dám nói lấy câu sau này em sẽ thu mua lại cây của em bán. Rất là ít nha cả nhà. Bởi vì sao? Bởi vì có một số vườn trên thị trường người ta cố tình người ta bán, người ta chạy thì làm sao người ta dám thu mua lại. Em đã thu mua lại với ai thì những anh chị khách hàng của em chắc cú sẽ biết, đúng không? 1.850.000 cho lá 158 đỏ VIP này. Mời cả nhà mình cùng lên đơn nha. Duy nhất một lá nha cả nhà. 158 đỏ VIP. Đây, em sẽ có một cái hướng 062 Vũng Tàu, hướng 2 lá đầu. Một lá nó sẽ cao tầm 36-40 cm, rất là to và rất là bự luôn nha. Hướng 2 lá đầu đã có một nhát cắt nha cả nhà. Em chia sẻ hướng 2 lá đầu đã có một nhát cắt là 1.800.000. Anh chị mình đừng so sánh những cái cây gì chứ cái cây 062 Vũng Tàu này. Anh chị mình đừng so sánh với những vườn khác. Những vườn khác họ sẽ bán là tầm 1.400.000, 1.500.000, 1.600.000, 1.800.000, 2.000.000, 2.000.000 hơn. Nhưng mà đối với vườn em bán cái vườn này 1.800.000 là tại vì sao? Tại vì nó rất là to. Thường thường em sẽ bán một hướng tầm hơn 20 cm thôi mà em đã bán 1.500.000 rồi. Cho nên là anh chị thấy cái hướng này thì anh chắc cú là anh chị mình sẽ thấy cái hướng này giá nó sẽ cao hơn so với những hướng khác. Nhưng mà không, một cái cây lan, cây khỏe thì giá khác nha cả nhà. Hoặc là cây to giá khác, cây bé giá khác, chứ không để nào mình đánh đồng đều được cả nhà nha. 1.800.000 cho cái hướng 062 Vũng Tàu đã có một nhát cắt hướng 2 lá đầu. Anh chị mình có thể lấy về trồng. Hoặc anh chị sợ trồng không sống nổi, giao em, trồng chết em đền tên cây cho cả nhà. Trường hợp không có cây đền em sẽ hoàn tiền cho cả nhà. Đảm bảo như thế cho cả nhà luôn nha. Đó, mùa mưa này thì rất là nhiều anh chị sợ trồng cây bị chết. Và vừa nhà vườn cũng rất là sợ chứ cả nhà. Nhà vườn cũng vẫn trồng chết là chuyện bình thường, chứ không phải nhà vườn cũng hay ho gì đâu. Nhưng mà họ lấy uy tín của họ ra để họ đảm bảo chết họ hoàn tiền, chứ không phải chết là hết nha cả nhà. Ví dụ như cả nhà lấy về trồng chết thì cả nhà đâu có hoàn tiền. Trồng một cái cây lan nếu mà nó có chết nhanh thì cũng phải tầm 10 ngày, mà chết chậm thì phải tầm 1-2 tháng 3. Đó, hoặc nó do một cái sự mà nói chung sự cố nào nó bị hư hay nó bị gì thì lúc đó là cả nhà không có nói được em. Ví dụ như mà cây lan em gửi về cả nhà thúi liền thì cả nhà nói được em. Còn ví dụ như mà cả nhà trồng ở vườn đó tầm 1-2 tháng thì em xin chịu cả nhà nha. Đó, cái trường hợp mà ok nhất là cả nhà có thể gửi em trồng, rễ ok em gửi cho cả nhà. Hoặc là cả nhà mình đã có kinh nghiệm thì mình cứ trồng thoải mái. Mình cứ mạnh dạn lên cho em, không phải gì phải sợ sệt. Trong các loại lan, đây là một cái loại lan cách lây da. Trong các loại lan nha cả nhà, theo em cảm nhận và theo em nhận thức trong cái thời gian vài năm em bán lan thì em thấy cách lây da là một cái cây rất là dễ trồng. Và nói chung là cái sức sống của nó dai và bền bỉ nhất luôn á cả nhà. Đó, em thì em chỉ sợ nhất dendro thôi. Dendro em trồng kém lắm, em không có trồng được như người ta. Người ta hay nói là dendro trồng năng suất rất là cao, đồ nhanh giàu rồi, nhưng mà mình trồng không được. Thì nói chung là nếu như mà mình đã trồng không được thì nhanh giàu thì không có, nhưng mà nhanh nghèo thì chắc sẽ có đó cả nhà. Em thì em chỉ thích những cái dòng này thôi cả nhà nha. 1.800.000, mời cả nhà mình cùng lên đơn. Đó, cây to, cây đẹp, giá to, giá đẹp thôi cả nhà. Em vẫn cái câu đó nói với cả nhà, thà mình mua mắc tí xíu mà đúng cây nha cả nhà, chứ đừng để mua rẻ rồi sai cây lúc đó lại hỏi em đồ biết vườn này vườn kia ở đâu không. Em không có biết đâu cả nhà ơi. Có một số anh chị hỏi em vườn thì làm sao em biết được. Mỗi người sẽ có một cái cách buôn bán riêng thôi cả nhà ơi. Người ta cũng buôn bán, mình cũng buôn bán, không thể nào mình đạp đổ chén cơm của người ta được. Em có một cái cây hắc tướng này chia sẻ cho cả nhà. Hắc tướng này là hắc tướng sổ. Lúc trước là nó sẽ nở bông một lần rồi, nhưng mà lần đó nở bông ra không có đạt. Bông nói chung là cái lưỡi và cái cánh theo em thẩm thì rất là đẹp, nhưng mà nói chung là nó có chớp sơ sơ, cả nhà thấy không? Em ghim lên đây cho cả nhà. Thì nói chung những cái vệt đó em không chắc cú là chớp hay không, không chắc cú, cho nên là bây giờ em sẽ bán về cho cả nhà sổ lại. Bán về cho cả nhà sổ lại. Cả nhà mà mua cây này thì cả nhà ghi lại trên chậu giùm em, hắc tướng về sổ lại nha. Chứ cả nhà đừng có ghi hắc tướng chớp, sau này lỡ nó nở ra không phải chớp, cả nhà bắt đền em thì em không biết lấy cây đâu em đền cho cả nhà. Em có một hướng hắc tướng tổng cộng còn xài được 1 lá, 2 lá, 3 lá, 4 lá luôn nha cả nhà. Cái này còn xài được 4 lá.
850.000 cho chậu hắc tướng sổ chớp lại. Anh chị mình chốt thì chốt nhanh giùm em nha. 850.000 cho chậu hắc tướng sổ chớp lại. Cả nhà về cả nhà nhớ ghi tên là hắc tướng sổ chớp lại nha, chứ cả nhà đừng có ghi hắc tướng chớp. Trời ơi, ghi hắc tướng chớp sau này sổ ra nó không chớp là chết em. Nhưng mà trong khi là em bán là sổ chớp. Em có một hướng nhắn gì ta? Em bán hai lá 074 super rất là lợi luôn. Nè. 074 super nè cả nhà, em sẽ bán hai lá này, một lá này và một lá này kèm một măng này. Măng này đang đi hướng chữ T. Măng này nó sẽ đang đi hướng chữ T rất là to nha. Anh chị nào mua là mua hai về sẽ được ba nè. Cái măng này đang lên, cả nhà về trồng tầm cho chậm luôn, 3 tháng, 3 tháng rưỡi nữa cả nhà sẽ được thêm một lá. 074 super đang đi hướng chữ thường thường. 074 super là em sẽ bán tầm 1.6 triệu tới 1.8 triệu một hướng đẹp. Cái này là hướng đẹp nhưng mà nó bị lỗi tí xíu nè cả nhà. Thì em sẽ chấp nhận em bớt 300.000, em bán hướng 074 super chuẩn bị đi hướng chữ T này 1.5 triệu em bao ship. Anh chị mình thích siêu tầm 074 super thì chốt nhanh dùm em. Hướng này sẽ rất là lợi và rất là tương lai. Cái này em bán theo thị tương lai, như hồi nãy em nhắn nhủ cả nhà ở đầu video á. Cả nhà cảm thấy mà em bán những cái nào thì tương lai thì chắc cú của cô rằng 100% là phần lợi sẽ nghiêng về cả nhà. Em chấp nhận em bán sớm thì em phải chấp nhận là em phải chịu bán rẻ đi, đúng không cả nhà? Còn nếu như mà em chấp nhận em nuôi thì sau này em sẽ được thêm một lá thì em sẽ được cộng thêm tiền. Nhưng mà không, đây em chấp nhận em bán sớm thì em phải chịu cái giá đó nha cả nhà. Đây, 1.5 triệu cho hướng 2 lá 074 super kèm một măng. Hướng chữ T nha cả nhà, hướng này đang chuẩn bị hướng chữ T nè, rất là to và rất là bự. Rồi, em mời cả nhà mình cùng lên đơn nha. Video em làm tới đây thôi nha cả nhà. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Em chúc cả nhà mình sẽ sưu tầm và sẽ sở hữu được một mặt lan cách lây da đẹp tại Hoa Lan Như Ý cả nhà nha. Cả nhà chờ em xíu. Bye bye cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Chào tạm biệt cả nhà mình nha.